Sau 2 ngày thực hiện phong tỏa cách ly y tế một phần tổ 103 và tổ 104 thuộc khu phố 7, khu dân cư Hiệp Thành 3 với 145 hộ dân, thành phố Thủ Dầu Một đã kịp thời khoanh vùng, truy vết xử lý nhanh chóng đúng theo quy trình của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Song song đó, thành phố còn chỉ đạo các ngành phải đảm bảo đầy đủ các nhu yếu phẩm phục vụ người dân tại khu vực bị phong tỏa. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đông đảo người dân trong khu vực bị phong tỏa ở khu phố 7, phường Hiệp Thành đã một lòng ủng hộ, đồng tình thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch của chính quyền. Tất cả hộ dân sinh sống trong khu vực cách ly đã nghiêm chỉnh thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, khai báo y tế, đồng thời đa số người dân đều ý thức tự giác ở trong nhà, hạn chế ra đường, đeo khẩu trang khi đến nhận thực phẩm. Có cái sự giúp đỡ của các anh chị hỗ trợ mình, hướng dẫn mình về cách phòng dịch, tránh dịch như thế nào á, thì theo cái thực hiện theo đó để mình đảm bảo cái sức khỏe cho bản thân mình cũng như người xung quanh á. Mọi người ở trong khu dân cư thì đã cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh các cái hướng dẫn khuyến cáo của cấp trên đề ra và đã phần nào giúp cho việc đẩy lùi dịch bệnh được tốt hơn. Mặc dù là chúng tôi đang trong cái khu vực cách ly, nhưng mà chúng tôi thấy rất là thoải mái và chúng tôi cũng đã chuẩn bị cái tâm lý này từ rất lâu rồi, từ khi cái đợt dịch nó bùng phát từ phía năm ngoái lận. Cho nên là chúng tôi sẵn sàng là như thế này thôi, tức là hết sức là chấp hành theo cái chủ trương chung của thành phố, của tỉnh để làm sao cho chúng ta nhanh chóng đẩy lùi được cái dịch bệnh càng sớm càng tốt. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta nhất định chiến thắng dịch bệnh COVID-19.